Em dựng. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình lại hai anh em đang đi kiếm em Oanh, anh cò đỏ chơi. Thì trong đây có bụi này có một em này rồi. Oanh thì rất máu nhá, thế nên là gần như gặp là chết. Thì đây mình đang sử dụng mẹt bẫy nhé. Thực chất thì chơi chim mồi thì cũng hay, nhưng mà mình thì mình không có điều kiện để nuôi chim mồi, nên là tốt nhất là mình cứ chơi mẹt tóm cho nhanh nhé. Đây là mẫu mẹt làm bẫy chuyên chòe nhé anh. Mẹ lại mình dùng loa Q93 nhé, các bác chờ xem nhé.
con kia. Con này đỏ hơn con kia. Ừ, đúng rồi. Đỏ không? Đỏ, đỏ. Bắt đi. Các cháu đấu à? Đấu với cậu à? Mang gì đựng. Không có gì đựng á? Không. Anh chơi chim chuyên nghiệp này, không có đồ đựng à? Đỏ không? Đỏ, đỏ. Bắt đi. Các cháu đấu à? Đấu với cậu à?